Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn vừa trình lên các cơ quan trung ương đề án đăng cai Đại hội Thể thao lần thứ 31 gọi tắt là SEA Games và Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật lần thứ 11 khu vực Đông Nam Á năm 2021. Để phục vụ sự kiện này, thành phố Sài Gòn cần 22 cơ sở vật chất hiện hữu và xây dựng 3 sân vận động nhà thi đấu mới, đồng thời sử dụng thêm hệ thống sân bãi tại hai địa phương lân cận là tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. 3 cơ sở vật chất xây dựng mới gồm sân vận động chính, khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.100 tỷ đồng, trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng. Riêng trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao dự kiến xây bằng nguồn ngân sách khoảng 1.300 tỷ đồng và sẽ có một số hạng mục kêu gọi đầu tư xã hội hóa. Ngoài ra, thành phố Sài Gòn cũng sẽ đăng cai tổ chức Asian Paragame dành cho các vận động viên khuyết tật của 11 quốc gia với dự toán kinh phí khoảng 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Dự kiến hai đại hội này có khoảng 11.400 vận động viên, huấn luyện viên, thành viên các đoàn tham dự. SEA Games được tổ chức 2 năm một lần. Lẽ ra Việt Nam đăng cai năm 2023, nhưng theo đề nghị của Campuchia và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Việt Nam đồng ý đăng cai trước vào năm 2011 để hỗ trợ Campuchia đăng cai vào năm 2023.